Chào mừng các bạn đã quay trở lại Vua Phim 10 Phút. Trong Tiên Nghịch, những diễn biến tiếp theo đã trở nên vô cùng gay cấn khi Vương Lâm đi vào trong cổ thần chi địa. Tại đây, trải qua rất nhiều gian nan vất vả cùng vô số lần vào sinh ra tử, Vương Lâm đã đạt được truyền thừa ký ức của cổ thần. Cũng từ đây, Vương Lâm đã lĩnh ngộ được một phần của công pháp cổ thần quyết giúp anh ấy nhanh chóng gia tăng thực lực. Chỉ sau vài năm tu luyện trong Thiên Nghịch Châu, Vương Lâm tu vi đã đạt tới kết đan hậu kỳ, chỉ còn cách Nguyên Anh kỳ một bước. Tuy nhiên, Vương Lâm nếu muốn thoát khỏi cổ thần chi địa, tu vi ít nhất cũng phải đột phá Nguyên Anh kỳ. Bởi thế, Vương Lâm đã chọn một con đường khác, đó là kết hợp cùng đám tu sĩ hóa ma đã bị nhốt ở tại nơi này suốt mấy nghìn năm qua. Thế nhưng, đám người kia cũng muốn dựa vào Vương Lâm để đoạt truyền thừa cổ thần. Chính vì điều này, vừa hợp tác, Vương Lâm đã được tên kia đưa cho một quyển trục. Nó là một kiện bảo vật cấp 1 trong truyền thuyết, cùng với đó là 20 viên cực phẩm linh thạch và 10 kiện pháp khí bản mệnh của đám người kia. Kiếm được ít đồ tốt, Vương Lâm đã liền cùng đám người kia phối hợp. Sau đó đi vào trong huyết hải để giải phong ấn cho gã tóc đỏ tên Thác Sâm, người đã lấy mạng cổ thần và đoạt được truyền thừa lực lượng. Còn Vương Lâm, anh ấy tiến thoái lưỡng nan. Vừa gặp Thác Sâm, anh ấy liền bày tỏ nếu mình phá giải được phong ấn, anh ấy muốn hắn dẫn mình ra ngoài. Và tất nhiên, cái tên Thác Sâm kia bị cổ thần phong ấn hàng vạn năm cũng liền đồng ý. Cũng vì vậy, Vương Lâm liền làm theo lời hắn. Rất nhanh, anh ấy đã cắn nuốt rất nhiều du hồn. Hơn nữa, được Thác Sâm trợ giúp, Vương Lâm còn ngưng tụ được hồn hạch. Sau đó, khi đã nhận được lợi ích, Vương Lâm liền làm theo lời tên kia và bắt đầu hấp thu phân thức giúp hắn ta phá giải phong ấn. Tuy nhiên, trong quá trình này xảy ra rất nhiều vấn đề. Bởi vậy, có không ít tu sĩ hóa ma phải bỏ mạng, tất cả thân thể đều bị nổ tung. Và rốt cuộc, sau một hồi, Vương Lâm cũng thành công giúp Thác Sâm hóa giải phong ấn. Sau đó, tất cả liền cùng nhau tiến vào bên trong thức hải cổ thần. Tại đây, Thác Sâm liền triệu hồi diệt thần mâu và tàn nguyệt loan đao ra. Cầm hai kiện thần khí trong tay, hắn tới trước cửa, nơi phong ấn truyền thừa ký ức. Ngay lập tức, sinh vật dài vạn trượng thủ hộ nơi này liền xuất hiện. Bởi vậy, một cuộc chiến giữa nó và Thác Sâm đã liền diễn ra. Tuy nhiên, trong khi Thác Sâm đang giao chiến, đám tu sĩ hóa ma đã liền cùng nhau kết ấn. Sau đó, bọn họ liền thi triển công pháp hỏng phong ấn Thác Sâm. Có thể nói, trận chiến này là vô cùng kinh khủng, Vương Lâm chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát chờ thời cơ mà thôi. Và rốt cuộc, sau một hồi chờ đợi, Vương Lâm đã tìm được cơ hội cho mình. Rất nhanh, anh ấy liền thuấn di xuyên không gian và đến sát người sinh vật dài vạn trượng. Từ trên người nó, Vương Lâm liền đọc được một đoạn thông tin về cách có thể đạt được toàn bộ truyền thừa ký ức. Thế nhưng, cũng vì sự xuất hiện của Vương Lâm, hai bên đã hoàn toàn đình chiến và chú ý tới anh ấy. Cuối cùng, Vương Lâm được sinh vật dài vạn trượng trợ giúp. Sau đó, thần thức của anh ấy được nó chuyển tới một không gian khác. Ở trong đó, Vương Lâm lại một lần nữa nhận được truyền thừa ký ức tới từ cổ thần. Lần này, Vương Lâm thấy được cách luyện khí, cách luyện đan. Càng đặc biệt hơn, khi thần thức Vương Lâm hấp thu càng nhiều ký ức về cổ thần, Vương Lâm lại càng giống như sống lại. Ngay cả hình dạng ban đầu cũng trở về trong cơ thể anh ấy, giống như Vương Lâm vừa tái sinh. Tuy nhiên, cho dù Vương Lâm hấp thu những luồng ký ức đó rất lâu, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ, Vương Lâm cũng không biết nó ở đâu. Bởi vậy, cảm thấy đã đủ, Vương Lâm liền kết ấn. Sau đó, thông đạo liền mở ra, anh ấy nhanh chóng rời khỏi nơi truyền thừa ký ức. Trở ra, nhìn thân thể dưới hình dạng mã lương kia, Vương Lâm điểm nhẹ, nó đã liền tan vỡ và biến mất vào hư vô. Còn linh lực, nó khi tỏa ra liền bị Vương Lâm hấp thu ngược lại. Cứ như thế, Vương Lâm với hình dáng hóa ma khi xưa lại trở về hoàn toàn. Làm xong vài chuyện nữa, Vương Lâm cũng liền kết ấn. Sau đó, thanh âm vang lên nói, cổ thần chi địa, vĩnh biệt. Lời nó vừa dứt, Vương Lâm liền biến mất khỏi cái nơi quỷ quái và tràn đầy nguy hiểm này. Vừa trở ra, anh ấy liền gặp một nam một nữ đang đuổi nhau. Trong đó, có một tên là đệ tử trong tông môn dưới trướng Mạnh Đà Tử. Còn Vương Lâm hỏi bọn họ vài chuyện, anh ấy mới hiểu, mình đi vào cổ thần chi địa đã 200 năm rồi. Lần này đi vào, thành tựu đạt được vô cùng lớn. Đầu tiên, Vương Lâm đã có được nhục thể như cổ thần, tu vi cùng cực cảnh thần thức đều gia tăng, thêm vào đó là rất nhiều pháp bảo trong túi trữ vật. Hơn nữa, anh ấy còn học được rất nhiều cách sử dụng cấm chế và thuật luyện khí. Tất cả những điều này khiến Vương Lâm cảm thấy có chút đắc ý. Thu hồi tâm tình, hỏi chuyện thêm hai người kia, khi biết tên phía trước là môn nhân của Mạnh Đà Tử, Vương Lâm liền lấy mạng. Còn nữ nhân kia, anh ấy cũng liền dùng nàng làm người chỉ đường dẫn mình tới tòa thành gần nhất. Liệu rằng tiếp theo, Vương Lâm sẽ đột phá Nguyên Anh bằng cách nào? Các bạn hãy theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!